Đi. Dạ. Lại đây bác nói nhẹ. Nhanh lên. Nè, con cầm tiền chạy xuống tiệm tạp hóa của bà Tám ở đầu đường á, mua giùm bác của Marlboro nha. Nhanh nha con. Nhưng con đang đọc sách. Con mua xong rồi về đọc tiếp. Chữ có bay đi đâu mà sợ. Mua giùm bác đi. Lẹ đi con. Nè, nhanh đi. Mua một gói hả bác? Tí, nhớ lấy tiền thối nha con. Dạ, con biết rồi. Đi. Chuyện đón con thôi mà đón không xong là sao? Tôi hỏi ông nè, hằng ngày á tôi giặt đồ cho ông, nấu nước cho ông, tôi mua rượu cho ông để cho ông bị kẹt rồi, đồ vô tích sự. Giờ ông muốn cái gì? Ông im, ông không có được nói câu nào, ông nghe tôi nói. Ông chỉ biết nhậu nhẹt thôi, đón con mà đón cũng không xong, hằng ngày ai kiếm tiền? Ai kiếm tiền cho ông? Đừng nói chuyện với tôi nha, đừng để tôi bực mình nha. Mua gì? Bán cho con một gói thuốc. Thuốc gì? Mamaro. 25 ngàn. Bác ơi. Ơi, đợi bác một chút. Ủa? Kỳ vậy? Đúng lại 5 ngàn cộng cho 20 ngàn là 25 ngàn. 25 ngàn cộng cho 50 ngàn là 75 ngàn. 75 ngàn cộng cho 100 ngàn là 175 ngàn. Ủa? Sao kỳ vậy ta? Thưa bác. Con gọi bác. Ủa, sao có nhiêu đây tiền vậy? Lúc nãy bác đưa cho con 100 ngàn. Con mua gói thuốc hết 25 ngàn. Cô bán thuốc tối lại cho con 75 ngàn. Con đưa cho bác đủ rồi đó. Bác nói giỡn với con thôi. Ai mà không biết đây là 75 ngàn. Con giỏi lắm. Thôi, con đi đọc sách tiếp đi. Dạ. Cảm ơn con nhiều nha. Tí nè. Dạ. Bác cho con 5 ngàn ăn bánh nè. Dạ, con không lấy đâu. Cảm ơn bác. Cái thằng đọc sách riết, đến tiền cũng không thèm lấy. Ai cũng như mày, chắc cái xã hội này văn minh lắm ha. Cho con xin mấy ngàn cô. Hồi sáng giờ con chưa có ăn gì hết. Con đói bụng quá à. Mặt sắc mày, đi chỗ khác cho tao bán hàng. Cô ơi, cho con xin đi cô. 1 ngàn cũng được cô. Không có xin sở gì hết. Đi giùm tôi cái đi cho tôi bán hàng. Làm mất thời gian của tôi quá.
Cô ơi, chuyện gì nữa? Có chuyện gì? Lúc nãy con mua gói thuốc của cô, cô thối tiền lại cho con. Nè, hồi nãy tao thối đủ tiền cho mày nha. Mày làm mất tiền á, mày tới đây bắt đền tao hả? Cút ngay, cho tao bán hàng. Cút ngay. Không phải, lúc nãy cô thối thừa cho con 100 ngàn, con trả lại cho cô nè. Tiền của cô mà. Cho mình xin 1.000 thôi. Mình không có tiền. Nãy bạn cho cô bán thuốc 100 ngàn lận mà. Đó không phải là tiền của mình. Cô thối thừa cho mình nên mình trả lại cho cô thôi, chứ mình đâu có tiền đâu. Bạn nói xạo. Cho mình xin 1.000 đôi. Mình không có tiền thiệt mà. Mình có quyển sách này nè, bạn lấy không, mình tặng. Này nè, hôm qua cái tiệm sách cũ á, anh bán cho người ta, xong rồi bạn mua bánh mì bạn ăn. Sao bà không giữ mà đọc? Mình đọc xong rồi. Bạn cầm lấy nè. Sẽ no bụng á. Thiệt hả? Thiệt. Bé, lại đây cô biểu. Cô cho con 5.000. Dạ, con cảm ơn cô. Sách gì vậy? Dạ, con không biết nữa. Cô có muốn đọc được không? Ở đây. Cho cô nha. Không. Con đâu có biết chữ đâu, con giữ làm gì? Nhưng mẹ con biết đọc.